chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình mình là vũ lít và chào mừng các bạn đã tới với phần tiếp theo của ark survival map sa mạc và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này của mình Thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like Và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha Các bạn lưu ý nha Là nếu như clip này đạt được 4.000 like Thì ngày mai chúng ta sẽ có clip ARK tập tiếp theo Còn nếu nó không đủ 4.000 like Thì phải tới khi nào nó đủ Thì chúng ta làm tập tiếp theo nha Với cả là uh, tối ấy, Nếu mà dạo này nó cũng rất là nhiều bạn thích nó Xem chùa đấy các anh em hiểu không Đấy, thì uh, dành cho những bạn nào thích xem chùa là các bạn có thể chờ đợi đến uh, 8 giờ tối mỗi ngày Các bạn lên nimo.tv gạch chéo vũ lít để xem chùa nha, không cần phải ấn like, cần phải share gì đâu Ok, rồi các bạn nhớ nha uh, À quên, dạo này có nhiều bạn hỏi là sai không làm map hòn đảo thế Thì dạo này mình đang live stream map hòn đảo các bạn ạ Và tối nay mình sẽ live stream map hòn đảo nha Dành cho những bạn nào muốn xem map hòn đảo thì có thể lên xem Đấy, thì uh, giới thiệu vậy đủ rồi Bây giờ thì uh, mình hôm nay á, hôm qua chứ Tối qua trong buổi livestream thì mình có thấy một cái con Raptor robot ở ngoài kia các bạn ạ. À, thì bây giờ mình sẽ đi qua bắt nó, sau đó là mình sẽ về và giới thiệu các bạn những cái thứ mà mình đã có ở nhà mà mình đã tìm được trong buổi livestream nha. Ua, ở ngoài kia cũng có hai con Raptor kìa các bạn. Thấy không? Đó. Đây là cái con sói anh bắt được ở tập trước này. Sói này là sói nâu đen các bạn ạ. Đây là con này đặt tên là cà phê <laughs> cà phê sữa đá hợp lý không anh em? Mình thấy con này đặt tên là ủa, không có đặt tên à? Ủa, không có đặt tên này anh em Ủa, hình như bên đây đúng không? Chan Shan King Ủa, không có đặt tên con này à anh em Ơ, à, con này không có đổi tên à Ủa, con gì á? Ơ, à, nhìn đúng là raptor nó qua đây nha Mình thấy con này chạy qua là mình sợ con Raptor nó chạy qua đây lắm Đây, hôm qua là mình đã làm được một cái nỏ rồi nha Đó, bây giờ đồ của mình tân tiến rồi Mình làm được một bộ đồ người cát rồi Đó, với lại mình làm được cái nỏ với cả tên độc rồi thì hôm nay là chúng ta sẽ à quên trước khi mà trước khi mà cho anh em xem cái này thì trước khi qua đấy thì mình sẽ cho anh em xem một cái này hay lắm chắc chắn là các bạn sẽ cảm thấy thật tuyệt vời các bạn ạ đó chính là cái con philip của mình đấy dạo này là mình đang luyện khinh công với nó các bạn ạ đây để cho các bạn xem con philip dạo này đang luyện khinh công nữa đó các bạn thấy không đó philip của mình đấy các bạn thấy chưa đang luyện khinh công ấy nó đang bay gọi là như một vị thần ở trên kia đó sau khi mình gọi thì nó sẽ đu xuống các bạn thấy không đó. chết không các bạn đó, và mình sẽ stop on nha bởi vì sợ mấy con này qua nó sẽ giết mất cái con uh, raptor robot quá và con raptor robot ở bên đây nha cái bộ giáp này đấy nó tránh nóng rất là tốt các bạn ạ nhưng mà chúng ta sẽ không nhìn thấy mông mẩy nữa tránh nóng cực kỳ tốt luôn và cái độ bền nó thì gấp đôi cái bộ đồ da của mình hiện tại nha đó thì bên kia mình thấy có một cái con raptor robot thì hôm nay mình sẽ đi qua bắt nó các bạn ạ ok ok các bạn Ui không thấy nó nữa đây toàn mấy con Raptor kia thôi T Tạm thời thì chưa thấy con robot đâu Nhưng mà hôm qua mình có đi qua đây là mình thấy có một con robot các bạn ạ Mấy chắc là bây giờ phải khử, khử đẹp mấy con này đã Thì mới bắt được con robot các bạn ạ Úi dồi ôi, mấy con bọ này Thực sự là mình không thích mấy con bọ này một chút nào hết hmm. Hay là hôm qua mình mắt mình bị lé ta Hôm qua mình nhìn nhầm nhỉ Mình nhìn nhầm mấy con Raptor này ra Raptor robot ta Có thể là như vậy các bạn ạ Mình bắn hai con này đã à kia thấy con robot rồi kìa con robot nào tít xa cơ đây mình phải bắn hai con này trước rồi đó chúng ta bắn được con robot nha đó con robot này hai màu này màu đỏ cũng như là màu xanh lắm là tách đàn nhưng mà ra ta bắn con này trước nhá xa thì khó trúng lắm các bạn ạ mà gần thì mình chạy không kịp mà chạy không kịp là đảm bảo là chết con thêm con philip nữa tội nghiệp lắm rồi trúng một con này kìa ô nó tấn công theo bầy à? rồi một con ngất rồi Ô chết luôn à What the hell Con này cấp 14 mà Ủa sao đam mình to vậy Cái đam mình như nó lâu, lâu nó được Nó bị rít lên hay sao đấy các bạn Nhưng mà hay là hết sọt ta Mình nghĩ là mình hết sọt rồi Vãi <laughs> trưởng Thôi thì bắt tạm con này vậy Con này level 4 mà nó không chết Mà hai con level cao lại chết Rồi bắn gì mà lên 300 đam ghê vậy ta Mình có hồi sinh ra được không Con này bao nhiêu máu ta 280 máu Con này bao nhiêu máu có lẽ là mình bắn crit dam rồi các bạn ạ 200 máu à Oh shit Vậy là có lẽ là mình bắn crit dam rồi Tội nghiệp Tội nghiệp các chú ô, oh, À Giết mấy con robot ở map này thì mình sẽ được cái điện các bạn ạ oh. Bây giờ phát hiện ra nha Vậy là trong đây có rất là nhiều cái con robot Mà ở bản Iceland ấy, nó chưa có Nó chưa có cập nhật các bạn ạ Đây này Chứ giết bọn này là sẽ ra cái sắt này nè Ui giật cả mình mình sẽ đặt tên này Exeter nha Ok Rồi Nó lên level 5 rồi Sẽ kêu nó về và làm cho nó một cái yên cưỡi Mà mình biết chắc với các bạn một điều đó chỉ là cái con này nó không được tuyệt như mấy con kia đâu Đi về thôi Rồi nó đi theo mình rồi đấy Vậy là kiếm sắt cũng như là kiếm đá rất là dễ nhở Tí nữa mình sẽ đi săn uh, t rex luôn nha mọi người Bởi mình biết là cái khu này nó có một con t rex màu đỏ Không biết các bạn có nhớ không Ở cái khúc đầu ấy chúng ta đã gặp một con T-Rex màu đỏ rồi đó thì bây giờ mình sẽ cố gắng đi qua bên đấy để lấy cái để bắt con T-Rex màu đỏ nha mấy con này thì cứ để ở nhà nó cho bộ sưu tập của mình uh, cài càng càng nhiều thôi và cái con T-Rex là cái con đầu tiên mình hướng tới thì là trước khi mà về nhà ấy, thì mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn một chút về những cái con khủng long mà hiện tại mình đang có con lạc đà là một này thêm một con raptor và con sói nữa là ba bây giờ thì mình có thêm cả con philip nữa là bốn ok mình sẽ stop tất cả lại nha mình tính làm yên cỡ cho con này nhưng mà mình nghe nói là map này rất là nhiều rồng các bạn ạ Mình nghe là thấy hấp dẫn rồi Mấy cái này để làm gì ta Có cả cái sắt này nè Cái này chắc là thay cho sắt đấy các bạn Được đấy Cái này thay điện luôn này Ủa vậy thì tiện lắm các bạn ạ Thêm cả dấu nữa này Tuyệt vời nhỉ Mình sẽ cưỡi sói đi săn uh, T-Rex nha Nhưng mà trước khi mà đi săn con T-Rex này Chắc là cần phải nhiều thứ lắm các bạn ạ đây hôm qua mình có làm một cái lò ở trên đây Với lại một cái smithy ở đây để làm cái lò các bạn ạ làm mấy bộ đồ đây này mấy bộ đồ này mấy bộ đồ này thì cần cái xích nhá mà cái xích thì làm rất là kiếm rất là dễ các bạn ạ đầu tiên mình tưởng cái xích là kiếm khó lắm phải đánh nhện hay là gì thì nó mới ra hóa ra chúng ta chỉ cần nhặt mấy bông hoa trắng là được các bạn ạ chứ không cần thiết là nhiều thứ đâu rồi mình sẽ làm thêm một cái dìu nữa nha mình còn đang tính làm một cái kiếm nữa các bạn ạ bởi vì uh, mình sợ sợ ấy, là lỡ may đánh không lại thì mình cầm kiếm ra mình chém luôn <laughs> thì chắc chắn là bây giờ mình sẽ đủ để làm cái kiếm luôn đấy các bạn nhưng mà Hiện tại là mình chưa đánh hang Mà mình không biết là bên đây có hang không Ủa Trời ơi, mình làm cái rìu rồi Xong bên mình làm tiếp cái rìu nữa Thì cái kiếm cái để sau nhá mọi người Hôm qua mình còn tính làm cả một bộ uh, giáp sắt nữa À hôm qua có một cơn bão cát các bạn ạ Bựa vãi Bão cát trong đấy là Sau khi bão xong rồi nó sẽ bị nóng các bạn ạ Vì <laughs> nóng thế là chúng ta phải nhảy xuống nước để trốn Đấy Bữa nào cố gắng mình sẽ quay được một clip Mà trong lúc đó mình đi săn Có cái bão cát cho anh em xem Thì bây giờ Trong cái tập này thì uh, Tạm thời chúng ta sẽ đi săn t đã nhưng mà bây giờ muốn đi săn thịt, à, cái Cái lao này thì chắc không cần đâu Đây cái lao chắc không cần đâu nhá Cất vào người con này đi Mấy con này thì thịt thà thì vẫn đủ các bạn ạ Cho nó thêm một thịt thịt nữa nè Đó Rồi Cái này cho nó xách cái mái nhà đi à, bây giờ thì tạm thời là chúng ta sẽ lấy nước ở số 5 với số 6 nhá Đó Cái nước này rất là cần thiết đấy mọi người ạ Vì không có nước là không làm gì được đâu Con sói này không biết là nó còn thịt không ta Mình để xem nào Hy vọng là nó còn thịt nha Ui quá trời thịt luôn Hôm qua mình cho nó đi rất là nhiều thịt Con sói này mình tính đổi tên nó là cái gì hay hay tí nhưng mà Ủa sao cái Ủa sao kỳ vậy ta Mình thấy nó cứ lệch lệch À đây bình thường lại rồi Con này lên level Mình lên level Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tới cái chỗ của Mình sẽ cộng thật nhiều máu nha Khi nào lên cấp 45 thì mình sẽ cộng cái khác Còn bây giờ tạm thời là mình sẽ cộng thật nhiều máu à Chúng ta sẽ đi tìm đến cái chỗ xanh xanh kìa Rất là nhiều T-Rex anh kia có con nào là con người máy không ta? Hai anh kia không có là người máy hết. Nếu nó là người máy mình sẽ bắt. Trên đây thì sẽ bị nóng nha mọi người. Đó. Thì thế là cái hành trình lên trên đây là chúng ta phải kiếm thật nhiều cái con bọ màu xanh vào để để hút nước từ người nó. Nếu mà không kiếm mấy cái con bọ xanh để hút nước thì mình sẽ rất là nhanh hết nước ạ. Nhưng mà cái điều quan trọng ấy là đầu tiên là chúng ta cần phải đi tìm và bắt cái con T-Rex màu đỏ. Không, con t trắng thì mình chưa cần thiết đâu các bạn ạ Con t trắng là Mặc dù mình mới thấy nó là tập trước hay sao ạ À đây Raptor Robot đây Raptor Robot đây rồi Raptor Robot đây gì phải à, Không phải Con này không phải Raptor Ôi mình bị ảo rồi Con gì vậy ta Pelasaur đúng không Đây là một con Pelasaur Robot các bạn ạ Wow, đi ở trên đây thì dễ bị ảo giác lắm các bạn ơi Một con cao bạc Robot, một con dao bạc Bây giờ chúng ta sẽ đi lên đây Hiện tại là Con sói của mình thì stamina nó rất là nhiều nha Nhưng mà mình đang tìm cái đường để lên cái chỗ xanh xanh kia tòa tháp xanh kia kìa Thì ở trên đấy mới có con t màu đỏ Đường này chắc là không lên đâu nhỉ Trời ơi. Ở đây dễ bị ảo giác lắm các bạn ạ Con gì đấy Trời con này nó nhuộm tóc này Nhuộm tóc hồng như kiểu là Jack Setia À không, Mark, chúng ta sẽ tìm cái đường khác để đi lên trên kia Mình cứ thấy mọi thứ nó cứ kiểu là Cứ lảo đảo lảo đảo nó Hoa mắt trong mặt thế nào ấy Phải tìm cái đường lên mới được Nước thì mình vẫn đầy này mọi người Nước vẫn đầy cho nên là mình chưa cần phải kiếm thêm nước Và bây giờ chắc là muốn lên là phải đi qua con T-Rex màu trắng này Mình chả hiểu tại sao mà cái con T-Rex màu trắng nó xuất hiện đây các bạn ạ Thế mình phải đi qua nó mới lên được Đây, nó lên đây Mình vẫn thích bắt con T-Rex màu đỏ hơn con T-rex màu đỏ hình như hồi trước mình cũng rất là khoái Nhưng mà chưa có cơ hội để bắt nó Mình chỉ bắt được T-rex T-rex robot màu đỏ thôi Chứ mình chưa bắt được uh, T-rex Bình thường màu đỏ À T-rex đúng rồi T-rex bình thường màu đỏ Hình như mình có gặp nó mà mình giết nó luôn hay sao <laughs> À không Mình gặp nó nhưng mà mình quay lại tìm không thấy Đúng rồi chuẩn rồi đấy Khu này khá là xa nhà rồi đó nha Nếu mà chết là mệt á là mình sẽ nhân cơ hội để mình ra mình uống nước từ mấy con kia ha. Nhưng mà mình đâu có mất nước đâu. Có một cái rất là hay trong trò này như là mình khi mà mình cưỡi khủng long ấy thì mình không bị mất nước hay sao? Kia rồi mình thấy nó rồi phải không ta? Có một con màu đỏ trên kia không biết có con T-Rex không? Màu hồng thì đúng hơn. Không phải. Lại là một con Parasaur khác. Vậy là cái con T-Rex ở chỗ nào ta? Chỗ này là cái chỗ của tòa tháp xanh rồi. Mình không biết con boss ở trong đây nó là cái gì và không biết là có cái đánh hàng lấy antifact để đánh con boss không. giờ chắc chúng ta sẽ thử lên và xem nào. Nếu như mà cái tình tình huống mà xấu nhất thì chúng ta sẽ đi bắt con T-Rex màu xanh luôn. Ủa, kia chỉ có mấy cây dừa ấy. Hay là mình bị ảo giác rồi ta? Không biết các bạn có thấy mấy cây dừa không? Chứ mình là mình thấy mấy cây dừa đấy. Mình thử chạy đến đây xem nào. À không phải dừa, cây gì ấy nhỉ? Hay đúng là cây dừa ta? Cái đó là cây gì vậy ta Ua Ở đây thì có rất là nhiều những cái loại cây khác Và Có gì xanh xanh thế kia kia À mấy con bướm Rồi à. Ồ đây có nước à What Sao mình không biết sớm này mình gọi là sinh tồn ở đây luôn nhỉ Sinh tồn ở đây có khi hay đấy các bạn ạ à. Bởi vì thế ở đây có nước nè Nước sẵn luôn nè Trời ơi mình đã biết là mình ra đây mình sinh tồn rồi, mình đã chọn một cái chỗ đó khá là, ui, đây đẹp ghê ha, sau đầu mình không biết ta, đầu mình không biết mình đã biết từ đầu là mình quay ở đây mình sinh tồn rồi, Ủa đây có mấy cái cái gì đây, ở à, trên đây, ui nguyên cái đầu khủng long luôn, bộ xương đầu khủng long luôn, đây có rất là nhiều vàng, nữa. à, nhầm sắt chứ, chỗ này chỉ có vàng đâu rất là nhiều sắt ở trên đây nè, và có một cái điều cực kỳ hay và thú vị đó chính là, ngoài kia là sa mạc rộng lớn luôn á. Đây có rất nhiều dừa, Ui chỗ này quá thật luôn anh em. Chỗ này sinh tồn là đẹp nhất rồi. Thế quá là mình không biết nhỉ. Ồ chỗ này Thế các bạn là mình có nên chuyển chỗ sinh tồn nữa các bạn. Chỗ đẹp quá. À? Tiện thể mình sẽ xuống đây xem thử xem là cái tòa tháp này cần những cái mảnh artifact gì nha. Bởi hiện tại mình cũng chưa biết đâu. Và cái con T-Rex đỏ nó đâu nhỉ? Uraptor. Mày nghĩ mày nghĩ mày đánh thắng tao chứ? À nó nhảy lên không được, bên kia cũng có kìa, đánh nhau à? Ê à? từ từ mình tách tách ra đã, ôi, nhảy xuống, anh tôi này, anh tôi này, tơ À cho sói cứu, cho sói, mày, mày này, láo này, ơ ờ, tóc dài rồi, nhân vật của mình tóc dài này rồi, trời nó dám xúc mình. Mấy con Raptor kia nó đứng ở bên kia nó canh các bạn ạ Không biết là có mấy con Hai con bên kia Hai con nó canh đấy chắc là mình không qua đâu Hình như mấy con này đang muốn qua đây đánh nhau mình hay sao ạ Được lắm Chỗ này cũng đẹp ấy Nếu mà mình chọn chỗ này cũng cũng ok anh em ạ Căn bản là bây giờ mình chưa thấy được lại cái chỗ mà <laughs> Cái chỗ mà mình tìm thấy con T-Rex Màu trắng Ờ ừ. À con T-Rex màu đỏ chứ Mình bị ngáo rồi gọi là gọi là ở trong sương mù lâu quá bị hoa mắt rồi các bạn ạ mình nhớ là cái chỗ đấy trước là gần một cái bộ xương to và bộ xương này này và nếu mình đi quá cái đây thì biết đâu mình sẽ gặp nó rồi vậy là ui con gì đây ui con gì đây anh em ơi con này nhìn chất quá ui con này cũng tấn công với một khủng long khác này Mày nè, ngất 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 ngất. U. Rồng. Rồng. Rồng anh em ơi. Bắt được con rồng rồi. Phải. Con này là con rồng nè. Nó có vảy rồng này. ui Bắt 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 bắt. Ừ. Con này là con rồng, không phải Komodo nha, con này là con rồng gì đấy Tony Dragon. Tony Dragon là con rồng. Biết ngay là rồng mà. Một con rồng cái. Ui bắn nó gần chết rồi anh em. Ui, nhìn đẹp thế nhở Ui cái map kiềm gì con này? Vầy rồng nữa. Wow. Vầy rồng chính hãng này anh em. Ui. Chất có ta. Đây. Cái đầu đây. Ừ. Tiếc là không cho anh em xem cận cảnh được. Ui nhưng con này đẹp quá, con này đẹp hơn con Drake rồi. Vãi. Phê nha Nhưng mà con này Mình thích tham minh hơi lâu à Dòng Tony Reagan Bên kia có một con kiểu Con báo sa mạc tên là con gì nhỉ Mình quên tên rồi Sabotage Có một con dạng Sabotut anh em ạ Con này mình sợ không được quá nhở Thấy lâu ăn có ta Bên kia có một con bắt nạt được ở đây nóng quá Vẫn không phần trăm đấy các bạn Thôi chắc là mình sẽ skip qua đến khúc mà Thuần hụp được nó đi các bạn ơi Chứ mình thấy cũng khá là lâu ấy Ê mình thấy có một con sói đây tới la liếm rồi đây anh em Ê, nó tấn công mình như vậy La liếm này Ê cấp 2 mà là, ơi Nó giết con nó giết con kia Giết chết Mà nó đi Láo tuyệt Láo tuyệt ăn thịt rất luôn Tự nhiên có một con sói tới nó tấn công mình các bạn ạ vãi trưởng thật ôi bị đói rồi ở đây là hạn hạn chế tối đa mất nước nha mọi người mình thấy ngoài kia còn một con sao nữa có khi bắt nó bắt con sao luôn anh em ơi con này nó ăn một lần 58 phần trăm luôn chắc là ăn một lần nữa là xong nữa các bạn mình sẽ canh mình qua bắt con sao luôn nha đây để con xoáy này đây đi mình sợ là mình solo thua nó là chết mình luôn đấy đây đây này đấy, 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 đấy. đấy. Nào lại đấy Ui nó né hay đấy À nó gục rồi nó gục rồi Ơ sao nó chạy xa vậy Chạy xa vậy nó vẫn chưa gục à Nó bỏ chạy luôn hay sao á Nó bỏ chạy luôn rồi nó không gục à Vãi nó té núi rồi Nó chết ở dưới đây rồi anh. Phải không ta À nó đang chạy với con kia Sao nó chạy luôn nhở Mình tưởng nó chạy chỉ khi nào nó gục nó mới chạy Không ngờ nó hèn nhát đến mức độ đấy các bạn ạ <laughs> Đúng là đồ hèn Con kia xong rồi ta Con kia vẫn chưa xong Nhưng mà nó chỉ cần gặm thêm một lần nữa là xong rồi đấy các bạn Đây xem nào 58% Sao lâu vậy ta Con rồng này mình đặt tên nó là gì ta Con rồng nhìn đẹp quá Ui ở đây rất cả mình Đặt tên con này là con gì nhỉ Nhìn nó chất quá anh em ơi Tắc kè Thần lăn bay thần, Không phải thần lăn đứa Con này phải rồng nhỉ Rồng thần nam Rồng thần Nam Đó ok Đặt tên là rồng thần nam nhá nhỉ Nhìn nó bé bé Mắt nó to vậy Con này nhìn cháu đấy Nhìn <laughs> mắt nó to quá anh em Cú tè bái Ôi Bái con này cú tè bái trưởng Ăn đi con Sức chứa nó có cao không ta Máu cái này hơi ít nhỉ Máu hơi ít này Stamina thì nhiều Tốc độ chạy 130 Đa 161% Chứa được Bao nhiêu 300 300 cân nặng à Đẹp đấy Ờ Để mình thử xem cái yên cưỡi nó cấp bao nhiêu nào Thorny Rồi Cấp 40 là cưỡi được rồi Ui cái này cần phải có đất xét các bạn ạ Đất xét thì làm đâu ra ta Xem là clay nè Đây ì cưỡi này cần phải có đất xét anh em ạ khó đấy nhưng mà chắc là tối nay mình sẽ livestream mình làm cái yên cưỡi con này à quên tối nay mình livestream ở kênh kia mà ơ để nhỉ nhờ cờ lây xem nào công thức lớp nào nào khá là khó cần ca tớt sáp cái này hai cái này thì dễ kiếm rồi được một cái à được cũng được có cũng dễ thôi bây giờ mình xong nó về nhà đã À nhân tiện thì mình sẽ lấy một ít sắt nữa các bạn ạ Tí quên Rồi phải lấy ít sắt nữa Ít sắt là nhân thiện đường công tác các bạn ơi. Rồi, rồi thế này đùa Đáp bớt đồ đi nè Cái mũ này nặng vậy ư Vẫn chạy được à Cho con rồng nó, nó, nó mang theo Hiện tại mình đang chạy rất là chậm Đang hút cỏ Đây Ok Rồi vác theo tí này nhá Chắc là nó, nó, nó dạ kìa Đi thôi con này phải cưỡi các bạn ạ Rồi bây giờ quên đừng về nhà rồi Phải xem map mới nhớ được các bạn ạ Ok nhớ rồi Đi nào Con rồng nhìn đẹp ghê luôn Nhí Ô nó bị kẹt à Bên đây mà Ui nhìn ngầu đấy nhờ Anh em thấy con này ngầu không Mắt nó to quá nhờ <laughs> Mắt nó cute quá trưởng nha Mỗi tội là mình không cưỡi nó thôi có chạy theo không ta nó chạy hơi chậm mà mình tưởng con này nó phải chạy nhanh lắm chứ xoáy thần của mình chạy nhanh nhất rồi ôi nhân vật của mình bây giờ xinh đấy tóc mọc dài nhìn xinh vãi đúng thật là mình chơi nhân vật nữ là hợp lý rồi các bạn ạ chơi nhân vật nam rồi nhìn nó kiểu nó già nó mọc râu rồi kia nhìn xấu ấy chị này bây giờ mọc tóc dài nhìn xinh vãi trưởng này lần trước đầu chọc thì xấu bây giờ tóc tầm này dài đẹp này mốt dài nữa là cắt tóc cứ tầm này cỡ cỡ này là vừa đẹp tìm đường nào mà đi xuống phát luôn nhỉ Ôi con gì gì vậy Láo tét Tuổi gì với rồng của anh Đi thôi con Hình như con này té đây không đau mấy À thấy được con sói này khỏe Điên này cho tắt anh em ạ Điên này cho đừng tắt nè Đó Chỉ việc đi thẳng xuống là tới rồi Bởi vì lúc đấy mình leo lên thì nó hơi mệt Chứ nếu mà đi đường tắt thì nó sẽ nhanh hơn Nhìn bên đấy có T-Rex hay sao ạ? Bên đấy có T-Rex đỏ hay sao ạ? Nếu như mình không nhầm thì bên đấy có T-Rex đỏ ạ. Bởi vì gần đấy có bộ xương rất to này. Phải đi từ từ lại xem nhá. Ô con rồng của mình đẹp quá. Ngắm đi ngắm lại vẫn thấy nó đẹp. Mới nó có leo qua đây được không ta? Mình sợ nó không leo lên được á. Không leo lên được rõ ràng luôn tuổi gì so với lại chó sói rồng thì rồng chó sói vẫn số 1 các bạn ạ cái lý do về sau mình sẽ ủa kia đâu phải con parasol đâu ta kia là con gì vậy nhở nhìn nó khác với con parasol ghê luôn ê bị kẹt rồi à rồi ơi là rời rồng với chả giết rồng mà đi với cái này kẹt rồng cái gì rồng lộn ok đập bớt cái này đi đáp mấy cái này đi này đó Cho sói vẫn là số 1 anh em ạ Đi Let's go nào cho sói Con này như đâu phải con Parasol đâu đúng không Nó có sừng nữa Hay đúng là con Parasol ta Nhưng mà mình giết nó để mình được thêm cái e Electric gì á Nhưng mà kệ cứ xem cho đấy có gì ngon không đã Ai à À được cái mũ này Trời ơi cái mũ này khó làm lắm luôn á Cái gì đấy Ui sao đồ này nhìn xịn vậy mình có nguyên set này rồi nhưng mình thiếu cái mũ các bạn ạ Thật may mắn Là bây giờ có mũ luôn Đó sao? nhìn mình bây giờ chả khác gì một uh, gọi là Tay lái buồn Ô nhưng mà đội cái mũ mà xấu quá à Sao đeo kính như vậy Đỡ Nhìn bẩn bựa vãi trưởng này anh em Cho anh em xem này con này che mặt tôi rồi nó hôn, Mình đang nó hôn nói sao vậy Thật là kinh tởm Đi thôi có Con rồng này Con rồng nó chặn đầu anh em ạ Nhảy con người luôn Nhảy qua con rồng luôn Bây giờ mình giết con Parasaur là mình cũng được một ít uh, Electric gì á Mà mình đang ở đâu vậy? Mình đi một hồi xong mình lạc luôn Không sao nếu mà mình chạy thẳng này kiểu gì chả ra sông hả mọi người Con rồng bị kẹp rồi Trời con rồng này SIDA quá Mình cứ chạy đường này thì kiểu gì ra sông nhở Và ra sông rồi mình chỉ cần đi theo đường sông rồi về tới nhà thôi Mình thật thông minh mà rồi à, tới lúc uống nước rồi oh, ok một miếng nước Hai miếng nước ở đây nè Con rồng nó cứ chạy vòng vòng nhỉ, Mặc dù đẹp thật đấy Cute thật đấy Nhưng nó bị cái bệnh thiểu năng anh em ạ À đây rồi Con T-Rex màu trắng là chạy thẳng Đây là về tới nhà rồi các bạn ạ Mình nhớ là trên đây còn có hai con Hai con Raptor ở trên đây nữa Vì thế mà chúng ta cần hết sức là cẩn trọng các bạn ạ Bởi vì con rồng của mình cấp rất thấp Tạm thời nó chưa đánh lại mấy con Raptor đâu vì thế nếu như mà cần thì mình sẽ tiên hạ thủ vi cường luôn mình sẽ thì thai con raptor trước tránh cái tình trạng mà gọi là chúng nó bắt lạt con rồng của mình các bạn ạ rồng bé nhỏ của tôi à, giờ cứ phi thẳng này ra xuống ạ về nhà này đó. đã thấy căn nhà thân yêu rồi à, tuyệt vời Sao khu của mình nó cứ cứ xuất hiện ra con terobis với cả là con raptor vậy ta mình là mình cực kỳ ghép với con đấy luôn ạ mà thả cho nó cứ xuất hiện mấy con kiểu như là robot thì mình thích Mà no, không bao giờ xuất hiện ra con robot Nó toàn xuất hiện ra mấy con gọi là vơ va vẩn Vẩn va vẩn vơ Không cần thiết các bạn ạ Khổ lắm Nào, vào đây Uh. Ok anh em Con rồng đi chậm quá Rồi <laughs> Đã về tới nhà an toàn đã hộ tống con rồng về, về tới nhà an toàn cứ te ghê luôn anh em các bạn thấy đẹp không mình giờ mình thấy dễ thương quá trường rồi đấy mình chỉ sợ mấy con raptor đi cắn trộm thôi mấy raptor cắn trộm là mệt lắm rồi ok chắc là mình sẽ dừng cái clip này đây thôi mọi người ơi và nếu các bạn thấy thích cái series này của mình thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha trời ơi chào ông ỉa nữa còn bây giờ thì bye bye